Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Ngày đầu năm mới Giáp Thìn, Kim Thúy xin kính chúc quý vị và anh chị em một năm mới phúc lộc thọ khang ninh trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh chị em. Nguyện Chúa tươi nét mặt để nhìn đến anh chị em và dụ lòng thương anh chị em. Nguyện Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh chị em. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Sau xuyến trước việc thị trấn Avdiivka thất thủ, Đan Mạch trao toàn bộ các hệ thống pháo cho Ukraine. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề NATO ally pledges all its artillery to Ukraine in boost for Kyiv, nghĩa là đồng minh NATO cam kết cung cấp toàn bộ các hệ thống pháo cho Ukraine để hỗ trợ Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Đan Mạch đã cam kết cung cấp toàn bộ pháo binh cho Ukraine, nhà lãnh đạo nước này cho biết, khi Kyiv đưa ra lời yêu cầu mới về viện trợ quân sự hết sức quan trọng trước những lợi ích của Nga ở phía đông đất nước. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu tại hội nghị an ninh Munich ở Đức. Bây giờ họ đang yêu cầu chúng tôi cấp đạn dược, pháo binh. Từ phía Đan Mạch, chúng tôi quyết định tặng toàn bộ pháo binh của mình. Pháo binh đã chiếm ưu thế trong gần 2 năm chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nhưng khi Kyiv đã cạn kiệt kho đạn dược và bắn ít đạn hơn Nga mỗi ngày, Ukraine đã bắn khoảng 1/5 số đạn mà các khẩu đội pháo của Mạc Tư Khoa đã bắn xuyên qua. Pháo binh và các loại đạn liên quan của nó nằm trong danh sách mong muốn nhận được viện trợ từ các nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Các nhà phân tích và quan chức Ukraine cho rằng tình trạng thiếu hụt đã hạn chế các kế hoạch hoạt động của Kyiv dọc theo tiền tuyến. Nhưng việc gửi đạn pháo đã làm cạn kiệt kho dự trữ của NATO và các quốc gia trong liên minh đã cam kết tăng cường sản xuất đạn dược. Vào tháng Giêng, Liên minh cho biết họ đã ký một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ Mỹ Kim để sản xuất đạn pháo, bổ sung thêm vào kho dự trữ của các nước NATO, trong khi vẫn duy trì dòng viện trợ cho Ukraine. Liên minh đang có kế hoạch mua khoảng 220.000 quả đạn pháo 155 ly, loại đạn có nhu cầu cao. Đầu tháng này, quân đội Hoa Kỳ cho biết họ hy vọng sẽ tăng đáng kể sản lượng đạn pháo 155 ly, cho phép quân đội Hoa Kỳ tự trang bị cho mình và cũng trang bị cho các đồng minh của mình. Frederiksen cho biết vẫn còn đạn dược trong kho ở Âu Châu. Đây không chỉ là vấn đề về sản xuất, bởi vì chúng tôi có vũ khí, đạn dược. Chúng tôi có hệ thống phòng không mà chúng tôi hiện không cần phải sử dụng, mà chúng tôi nên chuyển giao cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống Kyiv hôm thứ Bảy cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Frederiksen và cảm ơn nhà lãnh đạo Đan Mạch về hơn chục gói hỗ trợ quốc phòng mà Copenhagen đã cam kết cho quốc gia đang bị bao vây này. Kyiv cho biết hai nhà lãnh đạo đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ quốc phòng hơn nữa cho đất nước chúng tôi, hợp tác song phương và hợp tác với các nước khác để cung cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết. Tổng thống Tiệp Harapavo nói trong hội nghị Munich, Ukraine cần đạn dược và các thiết bị cần thiết để bảo vệ nền tự do của mình. Ông nói, chúng ta phải khuyến khích đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng Âu Châu và tăng cường năng lực của ngành này. Zelensky cũng ở Munich cho biết các hoạt động của Ukraine chỉ bị giới hạn bởi khả năng tiếp cận vũ khí và đạn dược. Việc giữ Ukraine trong tình trạng thiếu hụt vũ khí giả tạo, đặc biệt là thiếu hụt pháo binh và khả năng tầm xa, cho phép Putin thích ứng với cường độ hiện tại của cuộc chiến. Ông Zelensky nói trong một bài phát biểu, hôm thứ Bảy, Ukraine cho biết lực lượng của họ đang rút lui khỏi thành phố tiền tuyến Avdiivka bị tàn phá sau hơn 4 tháng giao tranh gay gắt. Nga phát động cuộc tấn công vào Avdiivka vào tháng 10 và nó nhanh chóng trở thành một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Thành phố này đã trải qua một thập kỷ trên chiến tuyến ở Ukraine và Kyiv đã xây dựng hệ thống phòng thủ trước khi cuộc chiến tổng lực bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Nhưng Nga đã dần dần giành được lãnh thổ xung quanh khu định cư Donetsk, mặc dù phải trả giá đắt cho binh lính và nguồn cung cấp thiết bị quân sự của nó. Tư lệnh quân đội Ukraine Đại tướng Oleksandr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết, lực lượng Kyiv đã rút lui khỏi Avdiivka để tránh bị bao vây và cứu mạng các chiến binh của nước này. Zelensky cho biết trong một tuyên bố, các binh sĩ của chúng tôi đã vinh dự hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình, làm mọi thứ có thể để tiêu diệt các đơn vị quân sự tốt nhất của Nga
Sofa gây cho đối phương những tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cho biết, các đơn vị biệt lập của binh sĩ Ukraine đã tìm cách rời khỏi Avdiivka. Điện Cẩm Linh cho biết, các lực lượng của Mạc Tư Khoa đang cố gắng dọn sạch thành phố và nhà máy luyện cốc ở phía đông bắc khu định cư. Quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng Nga sát hại hai tù binh chiến tranh. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv chiều thứ Hai 19 tháng 2, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, chuẩn tướng Oleksiy Gromov đã cáo buộc lực lượng Nga bắn chết hai tù binh chiến tranh. Một đoạn video nhiễu hạt từ trên không đã cho thấy vụ việc. Trong video, hai người lính được dán nhãn là người Ukraine chạy về phía một người khác được dán nhãn là người Nga trong chiến hào. Người lính Nga sau đó tóm lấy họ và bắn nhiều phát cho đến khi họ quỵ xuống. Chuẩn tướng Oleksiy Gromov, người Nga một lần nữa thể hiện thái độ của họ đối với luật nhân đạo quốc tế bằng cách bắn chết hai tù binh chiến tranh Ukraine. Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm luật nhân đạo quốc tế khi giết hại tù binh chiến tranh kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của Cao ủy đã ghi lại các trường hợp hành quyết tập thể các tù nhân chiến tranh Ukraine cũng như tra tấn. Trước đó vào hôm Chủ nhật, kênh Deep State Telegram được coi là thân cận với quân đội Ukraine đưa tin rằng lực lượng Nga đã bắn 6 binh sĩ Ukraine bị thương, bị bỏ lại trong cuộc rút quân khỏi Avdiivka. Họ cho biết những người này đã bị thương quá nặng nên không thể rời vị trí Zenit gần thị trấn Avdiivka cùng với các binh sĩ khác trong thời gian Ukraine rút quân và các đồng đội đã nhận ra thi thể của họ trên một video do người Nga đăng trên mạng xã hội. Nga cho rằng các đơn vị Ukraine vẫn cố thủ tại nhà máy than cốc Avdiivka. Nga tuyên bố đã chiếm được thị trấn Avdiivka của Ukraine sau khi Ukraine rút quân, nhưng Mạc Tư Khoa nói rằng một số binh sĩ Ukraine vẫn đang ẩn nấu trong một nhà máy than cốc rộng lớn từ thời Liên Xô sau một trong những trận chiến khốc liệt nhất của cuộc chiến. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko cho biết như trên, hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 2. Sự thất thủ của Avdiivka là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi chiếm được thành phố Bakhmut vào tháng 5 năm 2023 và diễn ra gần 2 năm kể từ ngày Putin phát động một cuộc chiến tranh toàn diện bằng cách ra lệnh xâm chiếm Ukraine. Ukraine cho biết đã rút quân để cứu quân khỏi bị bao vây hoàn toàn sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Putin ca ngợi việc thất thủ Avdiivka là một chiến thắng quan trọng và chúc mừng quân đội Nga. Điện Cẩm Linh cho biết, trong một tuyên bố trên trang web của mình, nhà lãnh đạo nhà nước đã chúc mừng các binh sĩ Nga về thành công này, một chiến thắng quan trọng. Nhưng Igor Konashenko cho biết, một số lực lượng Ukraine vẫn đang ẩn náu tại nhà máy than cốc thời Liên Xô, từng là một trong những nhà máy lớn nhất Âu Châu ở Avdiivka, nơi đóng vai trò then chốt trong mục tiêu của Nga, nhằm bảo đảm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực công nghiệp Donbass. Igor Konashenko cho biết các biện pháp đang được thực hiện để quét sạch hoàn toàn phiến quân khỏi thị trấn và phong tỏa các đơn vị Ukraine đã rời khỏi thị trấn và đang cố thủ tại nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka. Hiện giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận công khai nào về việc này. Truyền hình nhà nước Nga chiếu cảnh những lá cờ Ukraine màu xanh và vàng đã hạ xuống ở Avdiivka và lá cờ trắng, xanh và đỏ của Nga được kéo lên, bao gồm cả trên nhà máy than cốc. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga đã chiếm được khoảng 32 km2 lãnh thổ trong cuộc tấn công trong bối cảnh Ukraine bị tổn thất nặng nề. Nó không đưa ra con số về tổn thất của Nga mà Ukraine cho rằng là rất lớn. Nga coi việc rút quân của Ukraine là vội vã và hỗn loạn, để lại một số binh lính và vũ khí. Quân đội Ukraine cho biết, đã có thương vong, nhưng tình hình đã ổn định phần nào sau khi rút lui. Nga mất chiến đấu cơ thứ tư trong vòng chưa đầy 2 ngày.
Theo Kyiv, Nga đã mất 4 chiến đấu cơ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Trong một đòn giáng đáng chú ý vào lực lượng không quân Mạc Tư Khoa, ngay cả khi quân đội của Điện Cẩm Linh buộc Ukraine phải rút lui khỏi thành phố tiền tuyến quan trọng Afrika. Ukraine đã bắn hạ một máy bay phản lực siêu thanh Su-34 của Nga vào khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương. Nhà lãnh đạo lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykolai Olechuk cho biết như trên hôm Chủ nhật. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm trong một tuyên bố riêng rằng chiếc máy bay phản lực đã bị bắn hạ gần tiền tuyến phía đông. Olechuk hôm thứ Bảy cho biết lực lượng không quân Kyiv đã phá hủy 3 máy bay phản lực của Nga ở miền đông Ukraine. Olechuk cho biết Mạc Tư Khoa đã mất 2 chiến đấu cơ ném bom Su-34 và 1 chiến đấu cơ Su-35 vào đầu giờ thứ Bảy. Tư lệnh lực lượng không quân đã đăng một ảnh chụp màn hình đi kèm cho thấy các tín hiệu vô tuyến bị chặn từ các phi công Nga, một trong những tín hiệu được thu ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine, ngay phía nam làng Blahodatne, cùng với 2 tín hiệu khác xung quanh làng Diakova của Luhansk. Ảnh chụp màn hình cho thấy tín hiệu thứ tư được phát hiện ở khu vực Rostov của Nga, giáp Ukraine, ngay phía nam Diakova. Theo các tài khoản tình báo nguồn mở, đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy một chiến đấu cơ bị hư hỏng của Nga đã rơi từ trên trời xuống gần Diakova. Các báo cáo này là dấu hiệu gần đây nhất về tổn thất mà lực lượng không quân Nga đã phải gánh chịu trong gần 2 năm chiến tranh. Theo quân đội Ukraine, Mạc Tư Khoa hiện đã mất 335 máy bay kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2 năm 2022. Thông tin này được đưa ra khi Ukraine rút khỏi thành phố tiền tuyến Avdiivka bị tàn phá sau hơn 4 tháng giao tranh gay gắt. Đây là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực của Kyiv trong việc ngăn chặn bước tiến của Nga ở khu vực Donetsk và là một trong những thay đổi lớn nhất trên chiến tuyến kể từ khi Bakhmut thất thủ vào tay lực lượng Điện Cẩm Linh vào tháng 5 năm 2023. Mạc Tư Khoa đã san bằng sức mạnh không quân của mình tại thành trì của Ukraine ở phía tây bắc thành phố Donetsk. Mặc dù các quan chức Ukraine và tình báo phương Tây cho rằng máy bay của Mạc Tư Khoa bao gồm cả Su-35 đang bắn bom dẫn đường ở phạm vi Avdiivka vì sợ máy bay phản lực rơi vào bay hệ thống phòng không Ukraine. Tư lệnh quân đội Ukraine Đại tướng Oleksandr Sysky cho biết 2 chiến đấu cơ ném bom Su-34 và 1 chiến đấu cơ Su-35 được hạ cánh hôm thứ Bảy, đang tiến hành các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn dẫn đường trên không vào các vị trí của quân Ukraine vào thời điểm đó. Vụ đánh bom đã phá hủy Avdiivka và Sysky xác nhận trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng các chiến binh Ukraine đã rút lui khỏi thành phố để tránh vòng vây của Nga. Sysky nói thêm, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để ổn định tình hình và duy trì vị thế của mình. Kallas của Estonia nói, Nga không đe dọa được tôi đâu. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas hôm Chủ nhật đã bác bỏ lệnh bắt giữ do Nga ban hành, nói rằng đó chỉ là một nỗ lực nhằm đe dọa cô trong bối cảnh có đồn đoán rằng cô có thể nhận được một chức vụ hàng đầu trong Liên hiệp Âu Châu. Từng bị Mạc Tư Khoa cai trị, nhưng hiện là thành viên của cả Liên hiệp Âu Châu và NATO, Estonia là người ủng hộ Kyiv nồng nhiệt và Kallas là một trong những người chỉ trích Mạc Tư Khoa mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine gần 2 năm trước. Cảnh sát Nga đã đưa cô và một số chính trị gia vùng Baltic khác vào danh sách truy nã vào ngày 13 tháng 2 vì tội phá hủy các di tích thời Liên Xô. Kallas nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bên lề hội nghị an ninh Munich, nó nhằm mục đích đe dọa và khiến tôi phải kiềm chế những quyết định mà lẽ ra tôi sẽ đưa ra. Nhưng đó là vở kịch của Nga, không có gì đáng ngạc nhiên và chúng tôi không sợ hãi. Các chính trị gia vùng Baltic chỉ có nguy cơ bị bắt nếu họ vượt qua biên giới Nga, nếu không, việc tuyên bố truy nã sẽ không gây ra hậu quả thực sự nào. Vai trò nổi bật của Kallas trong việc thúc đẩy Liên hiệp Âu Châu hành động nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine đã dẫn đến suy đoán ở Brussels rằng cô có thể đảm nhận vai trò cao cấp sau cuộc bầu cử Quốc hội Liên hiệp Âu Châu tiếp theo vào tháng 6, có thể là nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại. Cô nói rằng suy đoán cũng góp phần khiến Nga gây hấn với cô. Thật khó để nổi tiếng, cô mỉa mai nói. Người Nga cũng đã nhìn thấy điều đó
Và đó là lý do tại sao họ ban hành lệnh bắt giữ để thực sự nhấn mạnh lập luận lớn nhất chống lại tôi, rằng tôi là kẻ khiêu khích Nga. Khi được Reuters hỏi liệu cô ấy có quan tâm đến bất kỳ vai trò nào ở Âu Châu trong tương lai hay không, cô ấy nói, chúng tôi vẫn chưa đến đó, tôi là thủ tướng của Estonia. Zelensky nói, chúng ta có thể lấy lại đất của mình và Putin có thể thua. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, có thể đã đánh dấu ngày tận thế như tất cả chúng ta đều biết. Một thế giới của các quy tắc nhằm bảo vệ sự sống, sự phản kháng của chúng ta, với sự hỗ trợ của các đối tác, đã ngăn chặn được sự phá hủy trật tự thế giới dựa trên luật lệ này. Năm 2024 phải trở thành thời điểm để nó được phục hồi hoàn toàn. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lập trường trên trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào hôm thứ Hai ngày 19 tháng 2. Không phải những quy tắc xác định cuộc sống của thế giới nên tồn tại trong quá khứ, mà đúng hơn, một nước Nga không tôn trọng các quy tắc chỉ nên tồn tại trong quá khứ. Và chúng ta có thể bảo đảm điều này không chỉ bằng cách làm điều gì đó, nhưng bằng cách làm mọi thứ cần thiết. Ông nói, người Ukraine chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta có thể buộc Nga phải rút lui và chúng ta có khả năng khôi phục lại các quy tắc. Và với điều này, chúng ta hoàn toàn không để lại điều gì về huyền thoại then chốt của Nga. Đó là huyền thoại rằng Ukraine không thể thắng cuộc chiến này. Zelensky cho rằng nếu Ukraine không đánh bại Putin lúc này, thì việc ai lãnh đạo Nga không thành vấn đề. Nếu chúng ta không đánh bại Putin bây giờ, thì cuối cùng ai sẽ lãnh đạo nước Nga cũng không còn quan trọng nữa. Mọi nhà độc tài mới của Nga sẽ nhớ cách duy trì quyền lực bằng cách sáp nhập đất đai, tiêu diệt đối thủ và phá hủy trật tự thế giới. Nếu điều này xảy ra, Âu Châu, Trung Á và thế giới sẽ là những nơi tối tăm. Chúng ta có thể lấy lại đất của mình và Putin có thể thua. Hành động của chúng ta chỉ bị giới hạn bởi mức độ đầy đủ và độ dài của phạm vi sức mạnh của chúng tôi, bởi những gì không phụ thuộc vào chúng tôi và tình huống Adivka đã chứng minh chính xác điều này. Trước đó, khi bình luận về việc thị trấn Adivka bị thất thủ, khi phát biểu trước các đại biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 60 hôm thứ Bảy, Tổng thống Zelensky nói, làm ơn đừng hỏi Ukraine khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Hãy tự hỏi bản thân tại sao Putin vẫn có thể tiếp tục điều đó. Ukraine phơi bày những tổn thất đáng kinh ngạc của Nga tại Avdiivka. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia staggering Avdiivka losses lay bare by Ukraine. Nghĩa là Ukraine phơi bày những tổn thất đáng kinh ngạc của Nga tại Avdiivka. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã mất hơn 47.000 binh sĩ và 360 xe tăng trong cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng vào thành phố quan trọng Avdiivka của Donetsk khi Kyiv rút quân khỏi khu định cư bị tàn phá. Chuẩn tướng Oleksandr Tarnatsky, chỉ huy nhóm lực lượng Taria của Ukraine bao trùm Avdiivka, cho biết hôm Chủ nhật, từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến ngày 17 tháng 2 năm 2024, lực lượng mặc tư khoa đã mất 47.186 quân, 364 xe tăng và 748 xe chiến đấu bọc thép trong cuộc tấn công vào Avdiivka. Tarnatsky cho biết thêm, lực lượng Nga đã mất 248 hệ thống pháo và 5 máy bay phản lực trong hơn 4 tháng đụng độ gay gắt xung quanh Avdiivka. Những con số này cho thấy mức giá đáng kinh ngạc mà quân đội Nga đã phải trả để chiếm giữ Avdiivka. Mặc tư khoa hôm Chủ nhật cho biết, lực lượng của họ đã giải phóng hoàn toàn Avdiivka sau nhiều tháng giao tranh gay gắt. Tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Sersky, hôm thứ Bảy cho biết, lực lượng Kyiv đã rút lui khỏi Avdiivka để tránh bị bao vây và cứu mạng các chiến binh của nước này. Sersky cho biết trong một tuyên bố, các binh sĩ của chúng tôi đã vinh dự hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình, làm mọi thứ có thể để tiêu diệt các đơn vị quân đội tốt nhất của Nga và gây cho đối phương những tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị.
Giao tranh xung quanh Avdiivka ở vùng Donetsk phía đông, sáp nhập của Ukraine đã khiến thành phố này bị gán mác máy xay thịt, một thuật ngữ dùng để mô tả các chiến trường có số lượng thương vong cao và tiêu thụ các nguồn lực đáng kể như xe thiết giáp. Ukraine cũng đã mất nhiều chiến binh và nguồn lực bảo vệ Avdiivka. Thành phố trải qua một thập kỷ nằm trên chiến tuyến ở khu vực Donetsk mà Nga sáp nhập vào mùa thu năm 2022. Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa không kiểm soát toàn bộ lãnh thổ trong tỉnh. Nga đã mất một số lượng đáng kể xe thiết giáp trong những tuần đầu tiên xảy ra cuộc tấn công dữ dội vào Avdiivka, và các nhà phân tích phương Tây cho rằng lực lượng Mạc Tư Khoa đã chuyển sang tấn công do bộ binh chỉ huy để bảo toàn trang thiết bị bọc thép của mình. Tarnovsky sau đó cho biết vào đầu tháng 2 rằng các lực lượng Nga đang ngày càng bổ sung các nhóm thiết giáp để tấn công các nhóm bộ binh xung quanh Avdiivka. Đại úy Dmytro Likovic, phát ngôn nhân của nhóm lực lượng Taria của Ukraine, nói với Newsweek vào thời điểm đó rằng quân đội Nga bắt đầu sử dụng xe thiết giáp thường xuyên hơn cho các hoạt động tấn công ở Avdiivka. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu đánh giá rằng Nga đã mất ít nhất 400 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh trong cuộc tấn công kéo dài vào Avdiivka. Tarnovsky cho biết hôm Chủ nhật, lực lượng phòng thủ Ukraine đã gây tổn thất lớn cho đối phương và phá hủy một lực lượng dự bị đáng kể của quân xâm lược Nga mà họ dự định sử dụng ở các khu vực khác của mặt trận cho các hoạt động tấn công. Nhưng chiếm được Avdiivka là một phần thưởng cho Mạc Tư Khoa cả về mặt biểu tượng lẫn chiến lược. Nó cho phép Nga mở rộng hoạt động hậu cần và có thể mở đường tới các khu định cư quan trọng khác ở phía Tây. Vợ anh Julia Navalnaya đã đăng một bức ảnh của hai người trên tài khoản Instagram của cô ấy vào Chủ nhật. Đây là bài đăng đầu tiên trên mạng xã hội của cô ấy kể từ khi chồng cô ấy qua đời. Diễn biến này xảy ra khi hàng trăm người ở hàng chục thành phố đến thăm các đài tưởng niệm và tượng đài đặc biệt dành cho các nạn nhân của các cuộc đàn áp chính trị bằng hoa và nến vào thứ Sáu và thứ Bảy để tưởng nhớ chính trị gia này. Hàng trăm người tham dự cuộc biểu tình sau cái chết của thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny. Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 401 người vào tối thứ Bảy theo nhóm quyền OVD Info, chuyên theo dõi các vụ bắt giữ chính trị và cung cấp trợ giúp pháp lý. Nhóm này cho biết hơn 200 vụ bắt giữ đã được thực hiện ở St. Petersburg. Các quan chức cho biết các tòa án thành phố đã ra lệnh cho 42 người trong số những người bị giam giữ hôm thứ Sáu phải ngồi tù từ 1 đến 6 ngày, trong khi 9 người khác bị phạt. Tại Mạc Tư Khoa, ít nhất 6 người đã bị tuyên án 15 ngày tù, theo OVD Info. Nhóm này cho biết một người cũng bị bỏ tù ở thành phố phía nam Krasnodar và hai người khác ở thành phố Bryansk. Tin tức về cái chết của Navalny xuất hiện một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, được nhiều người dự đoán sẽ mang lại cho Vladimir Putin thêm 6 năm nắm quyền. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hành tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.